Anh em số 10 anh em đâu làm về channel của mình. Chuyện không, là học sinh bình thường có sống hệ thống siêu tập sự. Tập 1 phần 2, Linh Phun Bộ Nam Dự Phòng mô tả nhé. Là một tấm thủy nghiệt anh. Cái gì sao có thể? Cho nên từ lúc bắt đầu bây giờ, tôi cũng là một trong những người chủ đạo của truyền thừa nghiệt ảnh lần này. Lúc nhà tôi lần nữa trên trồng tuyên bố, tôi cho em trai của tôi, Lục Minh làm trợ thủ của tôi. Bất nhị, Học viện nghề Bất nhị, thành phố Thanh Minh có học viện thuộc tốt mà Lục Minh đang học. Tuy là học viện lâu đời, nhưng đã sa sút từ lâu, hiện giờ đã không còn tên tuổi. Khi đó, chỉ là đàn anh nghe Lục Minh hét lớn một tiếng. Nè, ông nội của Lục Minh ở đây, á tật được có ngông cuồng. Lục Minh hai tay không ngừng mua máy, giống như là vang âm nghìn tay. Mấy chục nghìn thế bài tấn công qua đó đã xuất ra. Sau đó thì chỉ nghe một tiếng cầu thảm thiết hết đợt này tới đợt khác. Núi sập, đất nứt, biển cạn đã một, gió cuồng mây tan. Một mình anh ấy dỡ luôn cái động mỏ trồn sống toàn bộ mấy chục kỳ địch. Quỳ khủng bố như vậy sao? Lục Minh, từ niên gia dựa hấu đến thể bòi, không biết tên lần này. Nếu như một lần là ngẫu nhiên, vậy hai lần đều đã chứng minh thiên phú của cậu ta. Có điều chuyện này cũng khó trách. Dù sao thì cậu ta cũng là anh trai của Ngục Lục Nhàn đó. Chị gái thiên phú dị bẩm như vậy, đương nhiên em trai cũng sẽ không kém cạnh. Chuyện núng mỏ lần này cũng đã chứng minh tiềm lực của những học sinh này. Sáng nay mấy người Hà Vũ cũng đã dùng giấy khen để đổi lấy hướng dẫn chuyên nghiệp tương ứng. Tin rằng qua lần bồi dưỡng này, cậu ấy sẽ tăng thêm một cấp. Rất tốt, Lục Minh đâu? Lục Minh vẫn luôn sống ở ngoài trường. Mấy hôm nay không tới, giấy khen cũng chưa đổi. Có điều thầy là chớ tập sự thực lực mạnh nhất học viện. Cho dù thành phố Thành Minh cũng là nhân vật đếm trên đầu ngón tay. Tôi nghĩ Lục Minh nhất định sử dụng giấy khen để đổi lấy hướng dẫn chuyên nghiệp từ thầy. Cho nên cô An, tôi hiểu tâm ý của cô, yên tâm đi. Hôm nay tôi sẽ đặc biệt dốc hết sức hướng dẫn cho cậu ta bài tập luyện tập tu hành của cậu ta, thậm chí là lịch trình cuộc sống hàng ngày, tiên đồ mục tiêu, tôi đều sẽ sắp xếp tỉ mỉ cho cậu ta. À, nếu như vậy thì tất quá rồi. Người tài hiếm có, tôi vẫn có trách nhiệm rồi. Giờ phòng hiệu trưởng học viện Bất nhị chức nghiệp chớ tập sự. Hiệu trưởng, cái đó giấy khen của Lục Minh đã xuất hiện rồi. Sao chưa đưa tới chỗ tôi? Cậu ta lựa chọn hướng dẫn chuyên nghiệp khác ư? Đều không chọn. Đều không chọn là ý gì? Cậu ta đã bán giấy khen rồi hả? Hiệu trưởng, ở chuyện này xem ra bà học Lục Minh của chúng ta là chú ngựa hoàng. Nghỉ ngơi hai ngày rồi, mệt mỏi cũng tạm biệt hết. Hôm qua chị gọi điện tới, nó sẽ chuẩn bị cho mình một món quà thần thần bí bí. Có điều nó như chị ấy đã xử lý thì nguyệt ảnh, mình cũng không cần lo lắng nữa rồi. Vì nghi nhân tệ gốc thì chớp, mình đã đi lên một con đường hoàn toàn khác, cũng có cách tu luyện phù hợp với bản thân hơn. Giáo viên hướng dẫn cái gì đó mà căn bản không cần nữa. Huống hồ thực lực giáo viên của trường đã có hạn, cho dù đã cho giáo viên hướng dẫn cũng chưa chắc là có thể học được cái gì đó. Cho nên mình vẫn là tự nhiên cứu thì tốt hơn. Vừa hay giấy khen của hiệu trưởng bán được một khoản tiền lớn, bây giờ dùng khoản tiền này cứ tiếp tục tu luyện tiến thêm một bước thôi. Tiếp tục chế tác trâu bò đồng đoàn có thể ổn định thăng cấp, nhưng muốn đạt được như mong muốn dường như là còn rất lâu. 7 tấm va chạm giả mạng dung hợp thành một tấm trâu bò đồng đoàn. Vậy thì 7 tấm trâu bò đồng đoàn sẽ dung hợp sẽ hiện ra cái gì đây? 49 đầu bò, 5 ngưu đề cát, ngưu khí sùng thiên, hoặc là ngưu ma tại ương thế. Hả? Nghĩ cũng đã thấy hưng phấn rồi. Rung động không bằng hành động, lập tức bắt tay làm luôn. Trâu bò đồng đoàn xuất hiện 7 con bò, làm không cẩn thận là va phải vào người là tèo ngay. Đương nhiên
và phải cửa hàng cũng phiền phức, cho nên thời gian phát động đóng gói là không thể nào đợi con bò xong tới mới đóng gói được. Bắt buộc phải vào khoảng khắc phát động thẻ, bò còn chưa xuất hiện thì lập tức phát động thẻ gốc. Nói như vậy không biết có thể thành công hay không, tạm thử xem cái này. Kích hoạt thẻ thành công, khởi động thời gian đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1. Chính là lúc này. Đóng. Tập 40. Thành công rồi. Phản ứng này là đường vân hoàn toàn mới. Đường vân gạch chéo, đây mới gọi là kỹ thuật tạo thể chân chính. Năng lượng còn 1.000 điểm, thập hường tiêu hào dự đoán ban đầu. Là do túi ưu hóa kỹ thuật tạo thể nhỉ? Hòa văn này là cái gì đây? Lý nào đã xảy ra sai sót sao? Điểm quan trọng là hòa văn này trâu bò đầu. Kiểm tra trước xem thử, tranh thủ phá giải đường vân rồi làm lại mấy cái tấm. Sau đó thì tìm một nơi an toàn thử nghiệm. Hồi chế tập sự, sảnh tiếp theo nhận cứu kiểm tra. À xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh không? Tôi muốn kiểm tra thẻ bài. Vâng, xin hỏi cấp sao của anh là bao nhiêu? Tôi là một chế tập sự 1 sao. À dần, tổng phí của anh là 100. Đến kiểm tra 1 sao mời đi đường A. À chuyện đó tôi muốn tới nơi kiểm tra hay sao? Đồ tốt chứ ý lực của một tấm trâu bò đồng đoàn đã đủ lớn rồi, mà tấm thẻ này lại không tiện. Để cho cô kiểm tra một sao đánh giá. Ai sao? Cậu là muốn kiểm tra vừa cấp. Vậy phải xem cậu có tư cách không? Tôi là quản lý bộ phận kiểm tra. Tôi có quyền và trách nhiệm tới đánh giá quyết tâm kiểm tra vừa cấp của người mới một sao. À, người trẻ tuổi à, bước vững trên đất mới thì có thể vững vàng đi xa. Cậu vẫn là ngon ngỗn tới cung một sao đi. Cái gì, đã tuổi này rồi mà còn ở đây chơi cái trò trẻ trâu với mình. À thì mới nói đúng, à có điều ý là có trẻ tuổi muốn kiểm tra lần này e là cậu không có bài đánh giá, có hiểu không? Được rồi, tôi tới khu một sao kiểm tra lại được rồi. Các môn tầy. À, người trẻ tuổi giờ bản lĩnh không lớn, trái lại khí chất rất là cao. Nhưng mà hỡi cái chút bản lĩnh sau này ra ngoài cũng chỉ vậy, sai chết đời sau. Qua hào gia hỏa cầu chi thuật. Qua đúng là đồ tố. Đúng. Ây da, nội chỉ ở mức độ này đúng là sắc mà. Đừng có chấn đường có được không vậy? À xin lỗi, chấn động lớn quá. Nghe nói nơi này rất ít người. Cậu mới tới có phải không? Phạm phu tự tử đều đi lối hối lộ được quản lý để tới chỗ hài và sao hết rồi. Chẳng trách lão cừu sừng bằng nãy đưa tay ra, có lẽ là đang đòi mình ở đầu tiên là tiền đầu. Đến thì cũng đã đến rồi, cho một vị trí tương đối trung tâm kiểm tra vậy. À ông chú à, xin lỗi phiền vào à, rượu một chút kiểm tra có được không? Vì tôi không chắc chắn là thể của tôi có ý lực lớn cỡ nào. Hình như cậu có vấn đề. Nơi rộng như thế này cũng không đủ cho cậu làm. Chồng tìm cái kiểu như các cậu chắc chắn là có chút vấn đề. Lúc đi vệ sinh có phải là muốn chiếm hai bồn không? À ông đi cứ không đi đấy. À đưa tôi đi. Hôm nay toàn gặp mấy cái người gì đâu không? Kiểm tra quan trọng, hy vọng nơi này không có vấn đề gì. Nộp năng lượng. Nà đi. Lộn thúi. Sao lại không có phản ứng? Thật sự là thấy bỏ đi sao? Chẳng có gì cả. Sớm giỡn không? Hả?
Ôi vậy ngầm đồng ý vậy thì mẹ ơi cái thứ gì vậy chứ? Eo ơi, quái vật từ đâu ra? Cái từ dở không chắc là dở nhà. Ôi nơi này sắp sập rồi, mẹ ơi cứu mạng. Kỳ quá gì vậy, động đất ư? Ây chà, làm có hơi lớn quá rồi. Nhưng cảnh tượng này sao lại có hơi quen quen. Cùng bà nó, hình vẽ trên thẻ này hóa ra là hình ảnh sau khi phá bỏ. À chuyện gì vậy, ai nhìn thấy những đầu bò này từ đâu ra không? À đúng, thấy đáng sợ quá, xì chút nữa thì bị giẫm chết rồi. Hề. Ôi quá đáng quá rồi, hiệp hội đúng là không có người mới, một sợ chúng ta là người mà. À đúng thế, đúng thế, đúng thế, đúng rồi, quá đáng quá mà. Ây da, cũng mày chưa bị phát hiện, coi như là một giấc mơ tỉnh lại thì cũng vẫn rất cảm động vậy. Chuyện gì vậy, là ai làm, ai làm, là ai làm? Này này, rốt cuộc đã có chuyện gì, sao lại phá nơi kiểm tra tận thế này rồi? Vừa rồi đương nhiên xông ra một đám quái thú đâu bò đập nát nơi này, quá khủng bố rồi, chúng tôi xích chút nữa thì bị đập chết đó. Chúng tôi có camera giám sát, là ai làm thì tốt nhất tự thú bây giờ. Chúng tôi sẽ cân nhắc sự nhẹ. Mọi người cũng không muốn làm sự việc quá căng có phải không? Hả, sao lại như vậy chứ? Rõ ràng là chúng tôi là người bị hại, cũng không hỏi xem chúng tôi có thương vong hay không. Vậy đúng là bắt nạt chúng ta một sao hay sao? À tôi biết, quản lý chính là quái vật cho cậu ta triệu hồi ra đập phá này này. Vừa rồi tôi đã nhìn thấy hết. Chị trà vẫn lần bị người ta phát hiện ra. Vậy nên cậu có gì muốn nói hay không? Một đám ô hợp muốn nói sao? Vậy tôi thực sự phải nói một chút rồi. Tôi vốn là muốn kiểm tra một tấm thẻ bài, chỉ có một tấm thôi. Kết quả thì sao? Thiết bị của các ông cũ kỹ quá, không chịu nổ một đòn. Cái này là phải bao lâu rồi không chịu kiểm tra tu sửa chứ? À thì lỗi là như vậy, nhưng mà vừa rồi thấy có cậu đi kiểm tra rõ ràng đã vượt qua mức độ một sao rồi nhỉ? Ông nói với ông Tẩy, lúc tôi đã yêu cầu tới nơi kiểm tra hay sao? Mọi người đều không đồng ý. Hả? Chỗ các ông đều có camera, có thể kiểm tra xem tôi nói có đúng hay không. Ông cái gì mà ông coi thường cá nhân tôi thì thôi đi. An nguy của mọi người ông cũng không quan tâm, thế này có quá đáng rồi nhỉ? À, thế này ông ta đúng là không đúng rồi. Cậu cũng cậu. Hả, tôi cái gì mà tôi? Chứ tập sư một sao chúng tôi không xứng để tới nơi kiểm tra hay sao sao? Ba sao sao? Mạng của chứ tập sư chúng tôi một sao, chúng tôi không phải là mạng sao? Ôi đúng là không để vào chúng tôi vào mắt, quá đáng rồi, đúng thế, đúng thế. Một sao chúng tôi cũng có ước mơ chứ bố. Cái này thân nhái này thú gì đấy, nhưng mà cũng đừng xem thường người khác quá. Đạo lý tội nghiệp của quản lý phòng ban. À xin lỗi, lần này đúng là do sự cố sơ suất và ngạo mạn của chúng tôi gây ra. Đã bù đắp thì mọi người đều có thể tới lỡ bạn nhận 10 tấm thẻ năng lượng. Hòa tôi quá rồi, thế này thì còn tạm được. À, cầu lục mình lần này cũng có thể miễn phí tới nơi này kiểm tra hay sao? Ba sao trải nghiệm. Ôi ông đây chưa sống với mày đâu, tức quá. Lố nặng rồi. Hoàng ngân lần sau ghé qua nhé. Sao lại mạnh tới lật tung cả sân thượng của nhà người ta rồi? Với cả họ vàng ở mặt thẻ cũng nên xuất hiện ba người đầu bò mới đúng. À đúng rồi, anh mèo à, làm việc anh nghỉ trưa thật là ngại quá. Chuyện đó tôi muốn hỏi chút thay đổi thẻ có liên quan tới vết nứt tia chớp không? À chúc anh sớm ở hồi phục cáo từ. Sau này ngon ngon có thể tu luyện dùng nâng cao nền tảng vậy, tuyệt đối không được dùng bừa nữa. Bài học này phải nhớ lấy.
Lục Minh, nhanh mở cửa, nhanh mở cửa, đừng có trốn bên trong. Không lên tiếng thì biết, tao biết mày đang ở nhà. Ban ngày ban mặt có người cái chuyện ư? Ai thế? Ông đây là Giang Vân Sơn. Tôi nên biết anh sao? Thứ này là của nhà mày. À, để tôi xem nào. Nhiều người vay xem như thế nào. Có lẽ tên này cũng sẽ không làm bậy. Ồ, anh muốn mua ninja dưa hấu hả? Nè, mời quý khách vào trong. Tôi lập tức đi lấy ngay cho anh. Lấy cái đầu mày. Ông đây là phụ huynh của ba người bị hại. Trước đây, con tao còn là nhà học sinh giỏi, thích học, thích lao động. Vốn là thi vào trường điểm thành phố là thoải mái. Chính vì mơ muội vào niềm dạy dưa hấu cái gì đó của mày, kết quả là không đủ vào cái trường nào hết. Ấy, anh nói xem, tôi đã nói thứ này không đáng tin mà. Đồng thế trẻ con bây giờ quá phải là quả nghiệm. Đúng, những trò con trò chơi hoạt hình này, nguyên truyện tranh này, đó đều phải cấm hết. Lý do té không nghiêm túc này là của mày đã hại con tao. Ông anh à, anh bớt nóng đi, tôi đi rót cốc trà cho anh. Mau muội hồi một chút, con anh một ngày dùng bao nhiêu tấm thẻ? Tao còn biết 30 hay 40 tấm cũng có. Anh xem một ngày 30 đến 40 bữa cơm cũng bị nó chết có phải không? À, có lý ha. Nhỏ tiếng thùi. Con ở đây giờ môn cãi lắm. Ủa, tu liền dạ. Tần nhãi, vốn chỉ muốn dò mày một chút thôi, không ngờ mày thật sự thèm cũng má nó đòn. Đám dân thường các người chỉ biết lợi ích, chúng mày đều chết hết đi. Ây da. À. Ây, nhìn thôi cũng thấy đau rồi. À, thật sự xin lỗi ông Du Lô à, tôi tới hơi muộn. À, không sao, trả tôi khoản bồi thường tổn hại cô cứ tìm lại được rồi. Yên tâm, một đồng cũng không loạt. Tôi làm xong việc rồi đây. Có điều có hơi mất mặt, nếu làm loạn thì tôi có cách. Còn gì phải làm cái thành ngu ngốc như vậy? Anh thì hiểu cái gì? Cậu Nhật đó không bình thường. Cố gắng lên thôi. Phấn đấu. Ý. Đùi rên. Cô bé à, nhóc có biết lúc người khác hô khẩu hiệu thổi bong bóng kêu cao su là rất bất lịch sự hay không? Đến xếp hàng thế này là muốn mua nên già vừa hấu chú kít tên sao? Anh chính là em trai lúc nhắn có phải không? Hả? À đúng thế. À vậy thì đúng rồi. Nè. Thưa xin lỗi, kính gửi chủ tiệm. Chào cậu, tôi là Giang Vân Sơn. Người cái chuyện có ngày hôm qua. Hôm qua sau khi quay về tôi đã nghĩ tông suốt. Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với những tổn thất gây ra cho cậu. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn không thể bồi thường. Vì vậy trải qua suy nghĩ kỹ càng tôi đã quyết định bảo con gái làm công ở quán của cậu để trả nợ. Kể hẹn tôi làm việc ra ngoài kiếm tiền thơm để trả nợ cho cậu. Nếu cậu chờ con gái tôi thấy chân vụn về bỏ lại trên phố là được rồi. Tôi tin nó có thể sống tiếp. Giang Vân Sơn trong lòng ấy này. Kỳ quá gì vậy? Tình tiết trong truyện tranh cũng không đến nỗi vớ vẩn như thế này đâu nhỉ. À, cho nên em ra tới đây. Bố tôi đưa tôi tới chẳng nói gì cả, chỉ bảo tôi nghe lời anh, chuyện gì cũng nghe theo anh. Chỗ này của anh đông quá, không nữa mớ điều hòa hả? Trực tiếp như thế này à? Quả nhiên là đối thủ cạnh tranh để dùng mỹ sắc hủy hoại chỉ tiến thủ của mình sao? Cái này thì cứng không được nên mềm với mình hả? À, dung tục thì là vốn vờ. À, coca của anh có uống không? Vậy thì chơi với anh rồi. Cô bé, em tên là gì? À, Giang Nguyệt Bạch. Em không đi học à? Tôi nhảy cấp, đã lên cấp 2 rồi. À, trẻ gờ ha. Vậy có lẽ em cũng đã được chọn vào nghề nghiệp rồi nhỉ?
Có muốn thân chớ tạp sự không? Còn muốn hồi cấm cung với nhà qua dù dụng không phân đấu. Mấy cái chữ này mà cộng lại không phải chính là cái tình béo ớ lì ở trong nhà sao? Cái thằng nhóc nhà lão Lục nói à, sắp hối đầu luôn rồi mà vẫn chưa có người yêu hả? Cậu là giận ít à? Đó không đúng là không có tiền đồ mà sắp 30 rồi vẫn là một tên bỏ đi. Anh sao thế? À không sao, nghĩ tới thế giới hòa bình thấy hơi xúc động thôi. Không phải bố em bảo em khuyên anh chuyện gì cũng nghe theo anh sao? Nào em vẽ cái này xem, đây là công việc cơ bản của tiệm thẻ bài. Cái này tôi không biết. À đây đã là thứ cơ bản nhất rồi. Chào, em ở đây thật sự không giúp được anh gì cho anh sao? Vậy thì sau này em đã từng nghĩ muốn làm cái gì chưa? Kiếm tù. À, sẽ còn đúng là trẻ con mà. Cho nên em vẫn phải trở thành chớ tạp sư. Tôi không hiểu logic của anh. Vì chớ tạp sư có thể đóng gói tất cả, toàn bộ kỹ năng kiếm tù đều có thể đóng gói. Không chỉ kiếm tù, khí tù, tràng tù, nhất tu thông minh, không cách nào mà chớ tạp sư không làm được. Vậy sau này tôi cũng có thể trở nên mạnh giống như Lục Nhàn không? Tiểu Bạch à, em phải biết trên thế giới này căn bản không tồn tại thiên tài gì đó. Nhớ cái ngày đó chị Lục Nhàn của em cũng đã từng bước chân dần dần học từng chiều kiếm. Anh làm trai của chị ấy, em hiểu rất rõ chị ấy đã bỏ ra bao nhiêu mới được thành tựu như ngày hôm nay. Cho nên em chỉ còn nghiên cứu, có thể chịu khổ, cố gắng đóng gói từng tấm thẻ kỹ năng kiếm tù, trở thành tiếp theo, à không, vượt qua Lục Nhàn là chuyện sớm muộn thôi. Lúc nào bắt đầu tôi phải học được đóng gói kiếm tù của tất cả các phái. Nào nào đừng có nóng vội, anh dạy em ngưng tù thẻ gốc. Đây là ghi chép tâm đắc của anh, bên trong cũng có rất nhiều kỹ thuật và lĩnh ngộ, em đều có thể xem từ từ học. Có gì không hiểu thì cũng có thể gọi hỏi anh bất cứ lúc nào. À, món tên này sao vẫn chưa xuất hiện sao? Thật sự là bó Tiêu Bạch ở đây. Nếu thật sự không tới thì tối nay sao mà mình ngủ được đây? À cái đó, sau khi ngưng tụ xong thẻ gốc thì phải làm gì? Ủa? Lúc nào tôi có thể đóng gói kỹ năng kiếm tù? Ui, đây là cách biên giới người với người sau. Mình sống là cho đủ số lượng hay sao chứ? Tập 45. Anh Lục à, tôi gỡ anh nghe. Tiểu Huy tên mệt, sao lại là anh? Hả? Giọt lẹ. Câu chơi cái gì? Hai người biết nhau sao? Trước đây anh ta đến phòng làm việc của bố tôi, trong đợt thi bị phát hiện, đã bị đánh rất là thảm. Ôi anh Lục à, anh có biết đấy, hiệu trưởng dạng ra tay rất ác độc lắm. Hiệu trưởng? Ông đây chính là hiệu trưởng Giang. Ừ? Giang Văn Sơn đó là hiệu trưởng sao? Sao có thể chứ? Bố em không phải là Giang Văn Sơn. Ừ, còn phải, Giang Văn Sơn là chú của tôi. Ôi bố nhóc ấy là Giang Phong. Anh Lục à, việc này anh cũng không biết à? Hóa ra đây đều là do hiệu trưởng sắp xếp à? Chỉ vì nhắc con gái cho mình mà dùng tất cả diễn viên quần chúng sao? Làm phức tạp như thế này không thể chỉ vì vẻ anh tuấn tài hoa của mình đâu hà. Mà bà hôm nay xem anh Lục làm cách nào để xả món giận này cho cậu đây. Ôi thời sao anh Lục à, anh đúng là anh ruột của tôi. Tiểu Bạch à, đưa anh số của bộ nhóc nè. Alo, giống nam thần. Ồ, ông là Giang Phong có phải không? Con gái ông đã ở trong tay tôi. Lập tức chuyển 300.000 cho tôi, nếu không lập tức giết con tin. À đây trước tôi chạm đi thuốc. Hả? Cậu là Lục Minh có phải không? À em đùa với thầy thôi, không ngờ thầy nhận ra nhìn đến như vậy. À tôi nói này, có phải cậu rảnh quá được không? Có gì thì cứ nói thẳng đi. Chuyện đó lúc nào thầy đón con gái gì? Con gái tôi không nghe lời hả? À không phải, con gái tôi không đáng yêu sao? À không phải, con gái tôi không thông minh sao?
Đều không phải. Thật ra trò hiệu trưởng này có vẻ không đường gian đây. Vậy cậu cũng có gì không hài lòng? Chỉ là thầy không hiểu gì về em, không sợ gửi nhầm người sao? Có lẽ vậy. Có điều thời gian trước phía cảnh sát đã phá vụ án vậy bằng hành nóng. Trong này tôi đã phát hiện ra một ghi chép rất là vi diệu. Con cá ở trong tay Lục Nhàn, có một số học sinh lại xuất hiện tới một tâm thể nguyệt ảnh. Hôm qua, hội chức tập luyện sư gọi điện tới, nói bộ học sinh Pháp dỡ khung kiểm tra một sào của bọn họ. Bảo tôi xác nhận xem có phải là học sinh của tôi không. Lục Minh à, cậu cảm thấy thế nào? À đúng rồi, hồi nhỏ cậu thích xem trộm chị cậu tắm, cuối cùng là bị bố cậu đập. À đừng đứng lại, lão thật vô sĩ này. Tôi chưa từng gặp qua người thần thông quảng đại như thế này đâu. Hệ trưởng nói thẳng đi, thầy thật làm khó em quá rồi. Xem ra hiệu trưởng có quen biết với bố của mẹ của Tiểu Lục mình. Cho tôi tạm thời gặp tình huống hơi đặc biệt thì bà đã đỡ cho cậu trước. Khả năng sinh tồn cùng con bé tốt, năng lực tự xử lý cũng rất mạnh. Cậu không còn phải tốn quá nhiều sớp, sức đầu yên tâm đi. Nhưng em thực sự không có năng lực chăm sóc trời mấy. Nói đi, cậu còn bao nhiêu tiền? Hả? Em còn chưa nghĩ kỹ, nghĩ xong em nói cho thầy. Cuối cùng cũng phải ngồi ngõn vào tiền. Anh Lục à, tôi cảm thấy về kinh tế anh thua rồi. Cậu thiếu cái gì? Đây là chiến lược đó. Không có việc gì thì tôi đi học đây. Thì bà đã em nghe anh giải thích chứ. Anh đã đồng ý với bố em tạm thời chăm sóc em, nhưng mà chắc chắn anh có thể làm, anh thật có thể chăm sóc thật không công. Em cảm thấy anh đôi lợi ích gì thì hợp lý đây. Anh Lục à, thế này không được đâu. Tiểu bà tôi còn nhỏ, anh ra tay được ra tới cái đầu cậu ấy. Tôi còn thấy nếu anh chỉ đòi tiền thì sẽ dùng hết rất nhanh, nhưng anh có được năng lực kiến thức năng lượng thì mãi mãi vẫn là của anh. Được đấy tiểu bà đà, không hồ là con gái hiệu trưởng. Vậy em cảm thấy học gì là tốt đây? Cảm giác cái này dùng được nè. Đại cường học mã hóa tiềm năng, kỹ thuật mã hóa 60k thời gian, pháp thuật thấp nhất 24 tiếng, kỹ thuật mã hóa 200k, thời gian phá giải thấp nhất 30 ngày, kỹ thuật mã hóa giải bờ 500k, thời gian phá giải nhiều nhất 7 ngày. Đáng tiền đấy, không phải là mỗi tấm thẻ đều có thì có giá trị thấp giống như là điện thoại và nội dư hấu. Có kỹ thuật mã hóa này rồi thì không sợ bị người khác dàn lừa nữa rồi. Kỹ thuật này cũng rất đắt, khóa rẻ nhất cũng là 60.000. Làm tục lắm, trong đôi bút của em vẫn làm giỏi. Hình như đã nghĩ xong rồi à? Đồng thế em muốn học khóa kỹ thuật mã hóa. Châu kèo hả? Đổi ý rồi à? Nhưng tôi còn có một điều kiện. Tôi hy vọng cậu dạy con bé trở thành một chế tạp sư, an toàn hơn những chức nghiệp khác. Tôi cho dù gặp phải nguy hiểm thì cũng có năng lực tự bảo vệ, đừng có giống mẹ con bé. Em hiểu rồi. Bốn bốn xong rồi. Thì bà đã, bố em còn giao em việc gì khác nữa không? Hết rồi, chỉ có bảo tôi nghe lời anh. Đúng rồi, trước đây ông ấy vẫn luôn nhấn mạnh với tôi chớ tập sự mạnh rất mạnh, nhưng mà hôm nay nghe nói về việc đóng gói kiếm tụ thì mới khiến tôi tìm được phương hướng. Tôi nhất định chỉ cố gắng học chế tạo thẻ, tranh thủ sớm có thể trở thành kiếm tụ mạnh mẽ như Lục Nhàn. Đúng thế, anh tin em nhất định có thể. Sau này em làm đồ đệ của anh đi. Được ạ. Sư phụ. Bốn mươi bốn.